Sáng ngày 18 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk cho biết đã nhắc nhở Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất Đinh Quốc Hùng về việc sử dụng mạng xã hội Facebook thông tin không đúng về việc thực hiện giãn cách xã hội tại địa phương. Trước đó, ngày 16 tháng 9, do ghi nhận hàng chục ca COVID-19 trong cộng đồng từ một cơ sở thu mua sầu riêng, Ủy ban Nhân dân thị xã Buôn Hồ họp, thống nhất đề xuất tỉnh áp dụng chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh. Trong khi chờ tỉnh xem xét áp dụng chỉ thị 16, thì trên Facebook cá nhân ông Hùng xuất hiện dòng trạng thái 18 giờ ngày 16 tháng 9 năm 1921, áp dụng chỉ thị 16 trên toàn thị xã. Mọi người không tập trung để mua tích trữ thực phẩm nhé. Mãi đến chiều ngày 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mới có quyết định áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 6 xã, phường của thị xã Buôn Hồ gồm An Lạc, Đạt Hiếu, Thiện An, Thống Nhất, Đoàn Kết và An Bình. Các địa phương còn lại áp dụng theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ có siết chặt hơn một số nội dung. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Được biết, từ ngày 16 tháng 9 đến nay, từ ổ dịch COVID-19 ngoài cộng đồng là điểm thu mua nông sản tại thị xã Buôn Hồ, đến nay đã có thêm hàng chục ca lây nhiễm khiến công tác truy vết, dập dịch hết sức khó khăn.